Tổng đại lý vật tư nông nghiệp Đức Trọng của tôi thành lập từ năm 2000 cho đến nay là gần 21 năm. Đấy, và mục đích của tôi là kinh doanh cái vật tư nông nghiệp để được gần gũi với bà con nông dân và cũng tạo cơ hội cho bà con nông dân trong tỉnh Ninh Bình là được tiếp cận với cái khoa học kỹ thuật chăm bón cây trồng mới và sử dụng được những cái phân bón có chất lượng cao đảm bảo được cái nhu cầu cho cây trồng. Và nhất là tôi năm 2012 là tôi phối kết hợp với hội nông dân trong tỉnh Ninh Bình được gần gũi bà con các nông dân hơn. Và tôi dành cho những cái ưu đãi cho những cái hộ nghèo khó khăn, còn khó khăn về vốn này tôi cho chậm trả từ 6 đến 7 tháng. Đấy, và được bà con rất là phấn khởi thì tạo điều kiện để cho bà con phát triển về cây trồng của gia đình mình. Đấy, và hiện giờ là tôi có 7 công nhân quản lý, 7 cán bộ quản lý. Đấy, và có 20 nhân công là bốc vác và lái xe. Đấy, và đáp ứng được cái cung ứng cho bà con nông dân trong tỉnh Ninh Bình. Đấy, và có đã ít nhiều cũng đạt được cái hiệu quả tốt là mỗi người bình quân lương mỗi người là một tháng là